Thì xin chào cả nhà trở lại kênh của Tính Mật TV. Chúc cả nhà có nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Thì bây giờ là đàn cuốn của mình ăn cơm chiều. Đơn dĩa. Đơn dĩa ăn chán thì thôi. Ăn chừng nào ngán thì thôi à. Ăn là bỏ mứa rồi đi vòng vòng. Ăn đỡ buồn đây, tại vì cũng mới mình mới cho đàn cuốn ăn ăn một đứa nửa ký thịt rồi, thịt bò dụng cả nhà. Rồi giờ ngán rồi, ăn không có nổi rồi, cơm còn ê hề cả. Để cho mẹ mặt ăn đây, mở cửa mẹ mặt ngại ngùng. Còn mấy đứa cuốn này thì nó ăn xong rồi. Chuồng trại là mình dọn hàng ngày á cả nhà, chứ không mấy nó dơ chịu không nổi đâu. Ăn vừa xong đó, bánh tre đó, trời ơi, rồi về về các bạn nhớ ruby không, đô la nè, thôi thôi bé mai nè cả nhà, bé mai đó, gấu nè cả nhà, gấu xám nè, bé mỹ nè, lượm nè, Ruby nè, Ruby vô địch nè, Ròm kìa, Lu kìa, bánh tre đằng sau lưng đô la kìa, phốc trắng kìa, tay kìa, vàng nè, vàng kem nè, muốn về chơi không? Vàng vàng nè, gấu vàng nè, muốn vô chơi không? Rồi, dữ dằn dữ dằn. Có hai chị em kìa, hai đứa con gái không có cả nhà, Mỹ với Mai á. Ôi ơi. Qua ăn cái bụng bành trướng luôn kìa. Thằng vàng bây giờ đứa nào cũng bự hết, lì hết rồi, vừa bự mà vừa lì, ai chịu nổi.
Lì. Ròm đó các bạn, đó ròm đó. Ròm bây giờ như thế nào đây? Rồi. Con vàng à, ngồi mất cười không? Chân có khúc à. Cái chiều cao với bề ngang bằng nhau á cả nhà. Lu nó cũng vậy nữa mà nó dữ. Không có đứa nào hiền á, ở trong chuồng này không có đứa nào hiền hết. Biểu ai? Biểu ai? Biểu ai? Biểu ai? Biểu ai? Biểu ai? Biểu ơi. Ừ. Cái con mai này nó nhây dễ sợ luôn á cả nhà, mình ngồi thế là nó phóng lên lưng mình đứng liền á. Ngồi xuống là phóng lưng đứng. Đéo vàng, đéo vàng, giời ơi. Ròm nè. À, mình ở, mình ngồi ở ngoài đó, mình ngó vô là cái con Ruby này nó làm rần. À, mà mình vô đây thì nó không có la, tiếu không? Ăn xong rồi khỏe phắn cơ thể ngay. Thôi à, ti mẹ mẹ gấu vàng ốm ốm chứ à, mẹ gấu vàng tại đó ốm từ nhỏ tới lớn cả nhà, vậy đó anh không có tiễn đó. Bây giờ à, mẹ gấu vàng vô rồi, Ruby bây giờ là trùm luôn rồi. Mà hai thằng này chuyên gia gần nhau, thằng vàng với thằng Ruby chuyên gia gần nhau, làm như là mấy hai đó là nó tranh đai hay vậy, nó muốn làm trưởng môn rồi vậy á. Đó đẹp chưa? Béo. Sao cưng không? Đứng dậy coi, đứng dậy coi. À, hello bé Mỹ nè cả nhà. À, làm gì á, làm gì á, làm gì vậy? Thôi liếm thôi, đừng có cả cạp sẵn dính vô tay tôi cái. Bàn tay này là phải nấu cơm hàng ngày đó, dọn vệ sinh quét dọn hàng ngày đó, mà đừng có cạp vô tôi nha. Thôi nha, thôi à, xin dừng video tại đây nha cả nhà. À, tối rồi, à, chúc cả nhà à, cũng năm hết Tết đến rồi thì à, xin chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, bình an, vui vẻ, à, hạnh phúc nha. À, và công việc thuận lợi, làm ăn phát tài, để nuôi bản thân và gia đình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào.